ông là ai cả, bởi vì cái trách nhiệm này của tôi rất lớn. Ông hiểu không? Bây giờ tôi ra bài bài cho ông, bây giờ thành ra làng nhà ông của anh Khá ra đây. Có lẽ anh Khá mà đây ông... Tôi rất thân tượng anh Khá được chưa? Nhưng mà ông không được phép sờ cái này. Nhưng cái này là đồ anh Khá. Ông bằng đây đủ. Không được, ông của anh Khá đây, nói chuyện này. Đây, tôi ông Khá, chúng ta là ai mà. Đúng anh Khá nhá, đúng anh Khá nhá. Ông muốn làm gì làm với anh Khá, ra nhận được chưa? Đó rồi. Đi cho anh Khá ra đây. Cái đồ nó không đưa anh ạ. Mày cầm cả máy anh ra mà nó vẫn không đưa nhận á. Anh làm đấy anh phải ra không? Không nhận nhận á? Bị vé lô của ông vào đây. Lô để anh bảo nó ra. Đi vào anh Khá đây đây. Ông làm nhà. Mấy thằng mày ra lô của cả thằng shipper vào đây cho anh. Không nhận này. Này, nó bắt anh già đi mẹ. Để em. Lô của vào đây anh. Anh để em. Mày đi, xin mày ra. Đi em ơi. Tuấn đi ô tô rồi gần. Lôi thằng shipper vào đây. Láo tuyệt. Mọi người chờ tí nhé mọi người nhá. Từ Sơn Bắc Linh, một anh tài đất Việt,
Rồi, thank you mọi người nhá, mọi người cùng mở quả bài ra cùng ảnh mọi người nhá. Rồi. Mở quay gần đây em nhá. Quân đứng cho anh. Cảm ơn mọi người nhiều lắm mọi người ạ. Nhận được cái nút vàng này ảnh cũng rất vui, nhưng mà phương hướng là đến tầm này năm sau ảnh sẽ mang về cho Việt Nam mình nút kim cương mọi người nhá. Anh cái kim cương này em giao cho anh nhá. Cho ăn tay em giao này. Bữa nay em giao được. Phải giữ thế. Không tin tưởng. Anh em gì đấy đúng đấy. Đấy nút vàng em mọi người đấy ạ. Nhưng mà anh phải trách với ông này đi, mà ông ấy đi bóc cổ em nhiều quá. Anh phải phớt anh cái sợi cay thì bọn em biết thì. Đéo lộ mặt, đúng là sát thủ đâu có mày. Lộ mặt bây giờ nhiều cái nó bất cập anh ạ. Muốn em biết sao được. Đây quay gần vào đây cho mọi người xem cái tên cá bảnh ấy. Anh em tốt mà. Cảm ơn mọi người rất nhiều mọi người nha. Quá tuyệt vời nha mọi người nè. Công an chúc mừng các bạn một tràng vỗ tay ạ. Vậy là nút vàng nó đã về đến trong tay bảnh thật rồi. Thì là bảnh kể một tí về cái quãng đường bảnh nhận được nút bạc và nhận được nút vàng mọi người nhé. Bảnh bắt đầu chơi cái YouTube này là bắt đầu cái cuối tháng 9, 24 tháng 9 bảnh bắt đầu ra có một cái video là 27 tháng 9 bảnh đăng lên một video cá bảnh ra trại đấy. Thì là để từ lúc đấy bảnh đi ra ngoài mới thấy mọi người hay nói là bảnh xuất hiện ở trên YouTube, biết cá bảnh từ trên YouTube. Ngày đấy bảnh đi chơi Facebook thế mà, thì là bảnh có bao giờ chơi YouTube đâu. Bảnh thì có tình cảm bảnh đăng một hai video nhảy lên cho mọi người xem thôi, chứ không có gì ở trên YouTube cả. Thế là thấy mọi người hay nhắc đến bảnh từ trên YouTube á, thì bảnh mới bắt đầu vào chơi YouTube. Và chơi YouTube là như nào, thì là bảnh đi đâu chơi gì đấy, bảnh quay những cái video chơi của bảnh, bảnh đăng lên YouTube. Thì là đến tháng 2 dương lịch quãng thời gian là bắt đầu bảnh chơi YouTube là từ tháng đầu tháng 10 năm 2017, thì đến tháng 2 dương lịch đầu năm 2018 là bảnh nhận được cái nút bạc này mọi người ạ. Đấy, từ 50.000 sub lên 100 sub trong vòng có 4 tháng rồi mọi người nhá. Thế bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 12 dương lịch, gọi là đến tháng 1 dương lịch là 11 tháng, trong vòng 11 tháng từ tháng 2 đến tháng 1, trong vòng 11 tháng là bảnh đã nhận lên được 1 triệu sub, là đã có danh sách là nhận được nút vàng này rồi. Nhưng để đến hôm nay mới là nút vàng mới gửi đến mình mọi người nhá. Thế là thế nào, trong vòng có 11 tháng thôi mà bảnh phấn đấu được từ 100.000 sub lên đến 1 triệu sub mọi người ạ. Đấy, trong vòng có 11 tháng rồi nhá mọi người nhá. Và như nào, bắt đầu từ cái tháng 1 đến bây giờ mới là tháng 3, từ tháng 1, đầu tháng 1 đến bây giờ là mùng mấy tháng 3 nhỉ? 12 tháng 3 thì mới gọi là được 2 tháng 10 ngày, là được 70 ngày. Trong vòng 70 ngày bảnh đã, bây giờ cái người theo đăng ký bảnh đã lên là hơn 1 triệu 7 rồi mọi người nhá. Rất chi là nhanh đúng không? Mỗi một ngày bảnh tăng ít nhất 10.000 người đăng ký. Đấy, bảnh bắt đầu chơi cái này gọi là từ đầu năm 2018, và đến bây giờ là đầu năm 2019 bảnh đã nhận được nút vàng rồi, và bây giờ nó là 1.000, mà bây giờ nó là 1.700.000 xúc rồi mọi người ạ. Đấy, bảnh bây giờ là đang xếp thứ bao nhiêu của YouTube á. Bây giờ là có những YouTuber bây giờ là hơn 6 triệu rồi. Như bảnh hứa với mọi người là bảnh sẽ ra nhiều clip hay, clip đúng nghĩa, để hứa với mọi người là bảnh sẽ là người đầu tiên mang cái lúc kim cương từ bên Mỹ về Việt Nam mọi người nhá. Đấy, những cái YouTuber kia lên được 6 triệu toàn là làm từ đầu năm 2014 hay đầu năm 2013 cơ. Đến bây giờ 5-6 năm rồi, người ta mới lên được 5-6 triệu. Như bảnh đây trong vòng có 1 năm thôi, bảnh lên được 1 triệu 7 mọi người nhá. Thì như nào, từ 1 triệu 7 này bảnh phấn đấu chỉ đúng 1 năm nữa thôi là bảnh sẽ lên được 10 triệu người đăng ký. Mà làm như nào phải lên được 10 triệu người đăng ký? Nếu mà để được người Việt Nam đăng ký không thì không bao giờ lên được 10 triệu người đăng ký. Vì sao? Vì con số người Việt Nam chơi YouTube mà có kênh YouTube không được 10 triệu người, mà để đủ 10 triệu người đăng ký mọi người nhá. Hơn 10 triệu người, nhưng có những người không thích bảnh, mà có những người hay gì đấy người ta không cần đăng ký bảnh đúng không? Cho nên là bảnh sẽ phải vươn tầm xa ra ngoài thế giới thì bắt đầu lên được 10 triệu người đăng ký, hiểu không mọi người? Cho nên là bảnh cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến bảnh trong suốt thời gian qua, và đến bây giờ là bảnh nhận được hai cái món quà của anh YouTube gửi về là bảnh rất chi là vui mừng mọi người nhá. Và hứa hẹn với mọi người là trong sau cái thời gian đầu năm này bảnh rất bận, bảnh việc nhà việc nhất của bảnh rất chi là bận, cho nên bảnh không có những cái video hay, không có những bộ phim hay gửi đến cho mọi người. Cho nên là bảnh hứa khi mà sau thời gian bảnh hết bận, bảnh sẽ dành thời gian cho mọi người nhiều hơn, dành thời gian cho những người mà yêu mến bảnh nhiều hơn. Bảnh sẽ ra những cái bộ phim hay, những cái clip ý nghĩa cho mọi người xem, bảnh thấy cảm thấy vui và bảnh xin chúc tất cả những mọi người đang chơi YouTube và đang làm kênh YouTube
sẽ sớm nhận được các thành quả như bản. Mọi người nhé, chúc tất cả anh em cùng chơi YouTube, anh em mình cùng nhau nắm tay phát triển mọi người nhé. Bye bye mọi người.